tuổi thơ của em thì không được đẹp và em đềm lắm. Là tại vì ai gặp ba em cũng thấy ba em rất là hiền, rất là vui vẻ. Nhưng mà cái đó là do ba em quá đam mê công việc. Ôi, chị hồi xưa giờ chưa bao giờ được rải thảm, được hoa hồng gì hết. Thật ra thì cám dỗ thì nhiều. Nhưng mà mình đủ mạnh mẽ thôi. Với lại mục đích của mình là như thế nào? Yeah. Biết là may tầng nào gặp may tầng đó, nhưng mà anh sẽ mua bầu trời này để được ngay gần đó này chắc là ý trời. Bởi vì anh xem ngay lần đó, vì em là nguồn cảm hứng mà mọi bản nhạc hay cần có. Vì biến cố cho nên mình không theo được. Yeah. Không theo được cái ngành đó. Mà cái ngành này đúng là một cái sự vô tình. Yeah. Ngành văn hóa văn nghệ này nó là sự vô tình. Em biết nói sao đây với người ôm khói tuyệt tình, khi chính chị mới là người chung phù, tách bến sang thuyền phù rẫy người ta. Em cảm thấy là các bạn trẻ của em bây giờ cũng hay gặp vấn đề đó. Là hay bị trễ giờ. Đúng không? Trễ giờ rồi hay sao nhãng trong cái công việc này kia, không cái thế hệ của tụi em không bằng thế hệ trước về vấn đề đó, em cảm thấy như vậy. Thực ra mình làm nghệ thuật, mình làm nghệ sĩ thì cái khuôn mặt mình của công chúng, cho nên mình không thể nào mình làm bậy, không làm ẩu đả hay hoặc là mình gian dối gì, cho nên cái việc đó thì lúc nào nó cũng thuận lợi trước hơn. Tại vì thật ra là em cũng kén sự kiện, với lại là em là trưởng phòng MC của truyền hình pháp luật thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam đã 7 năm rồi. Em ngặt một cái em khoái nhậu mới chết chứ trời. Vậy thì em khoái bốc rượu á. Em sẽ 4 ly nha. Em sẽ 4 ly cho ba. Em khoái bốc rượu á. Em nói. Dạ ơi, cái này là tự Đạt nói cho anh không hề nha. Tự này... về coi xong rồi về đó là hôm nay anh Phúc và rủ chồng em đi nhậu nhẹt. Thì đây là một cái game thôi, mà mình chơi game chứ đâu phải mình ăn nhậu đâu. Chính xác. Hồng Phúc và nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung xin được chào tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với chuỗi podcast Mong Hạnh Phúc phiên bản 2023. Khung giờ quen thuộc của chúng ta là 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MC Dương Hồng Phúc. À, Nguyễn Trung, em phải chào khán giả thế nào? Trung xin được chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, nếu như năm ngoái thì chúng tôi đã có một cái chuỗi podcast để chia sẻ những cái điều tích cực, những cái điều hạnh phúc của các anh chị em nghệ sĩ sau khi chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn, và chúng tôi đã gây một cái quỹ nhỏ nhỏ để giúp cho các bé bệnh viện Nhi Đồng 2 khoa tim. Thì năm nay chúng tôi sẽ muốn cho tất cả mọi người sẽ có một cái việc chăm sóc răng miệng thật tốt nhất, cũng như các anh chị em nghệ sĩ sẽ chia sẻ những cái nụ cười hạnh phúc của mình khi được chăm sóc răng miệng. Nguyễn Văn Trung nè, anh thấy lần nào gặp em cũng kiểu có một năng lượng tích cực gửi đến khán giả. Cái điều đó do đâu em có được hả Trung ạ? Dạ chắc là do cái tính của em vậy. Tại vì em không có thích những cái điều buồn phiền, hay không thích giận hờn ai gì hết. Mình lúc nào cũng chỉ muốn giữ cho mình cái tinh thần nó thoải mái, nó nhẹ nhàng nhất có thể. Có nghĩa là mọi người đó là nhiều khi á, có thể là anh Trung anh buồn nhưng anh không có chia sẻ ra bên ngoài. Dạ. Mọi người gặp em chơi game là sáng tác và mọi thứ nó lúc nào nó cũng vui vẻ và tích cực. Cái điều đó làm cho mọi người rất là thích. Đó là các game show mà nó dù thấy anh Nguyễn Văn Trung chơi là thấy yên tâm rồi đó. Yeah. Bao vui, bao lầy, cái mặt anh nghiêm nghiêm đó mà hồi cười là cười kiểu té ghế xỉu luôn. Như vậy thì lúc nào em sẽ buồn? À, lúc em buồn chắc là lúc em có một mình á, hoặc là lúc mà em bị thất tình, hoặc là lúc em không có tiền á, thì lúc đó em mới buồn thôi. Ai cũng như vậy. Cái câu chuyện mà về những cái bài hát thất tình thì chắc hẳn là mọi người đã biết những cái sáng tác của em về tình yêu, về sự lãng mạn rất là nhiều. Như vậy thì cái nguyên nhân làm cho em có những ca khúc đó là những em lúc em thất tình là thất tình đó. Dạ, là nghĩa là em là người thích biến những cái điều tiêu cực thành tích cực. Ví dụ mình thất tình thì mình không nhậu, mình không có gào thét, không có khóc lóc nữa, mình lấy cái nỗi buồn đó mình biến thành bài hát, mình bán bài hát, mình lấy tiền cái mình vui lại. Nhiều khi lúc đó ra những cái giai điệu sáng tác là chúng ta có một loạt bài hit của Nguyễn Văn Trung cho tới bây giờ. Và như sau này thì em lại chuyển hướng sang cho các bé thiếu nhi, hay là bắt đầu từ thiếu nhi rồi tới tình yêu xong mới trở lại thiếu nhi? Đầu tiên là em viết về tình yêu trước. Lúc đó là còn thanh niên, mình còn yêu đương này kia nhiều, mình viết về tình yêu. Cái sau đó lớn lên một chút, mình trưởng thành hơn một chút, cái mình nhận thức được là cái giá trị của gia đình, cái làm viết những bài hát về mẹ, về cha. Rồi sau đó mình có con, cái là mình thấy con mình dễ thương quá, đáng yêu quá, và mình nhạc sĩ nữa, vậy tại sao mình không viết những bài hát thiếu nhi cho con mình hát, cho con mình nghe, và cũng là để lại cho các bé thiếu nhi Việt Nam sau này luôn, tại vì lâu rồi các bé không có những bài hát thiếu nhi.
anh có thể nói là có thể là không phải là nhạc sĩ tiên phong như là một trong những nhạc sĩ viết về ca khúc thiếu nhi mà thành công cũng như các bé, có nghĩa là bây giờ anh thấy cái lượng mà fan thiếu nhi của em nó nhiều hơn fan người lớn, đó là 70-30 đó. Dạ. Ngày xưa là 50-50 nhưng bây giờ 70 nó nhiều hơn. Viết về thiếu nhi nó khó không chung ạ? À? Dạ, viết về thiếu nhi nó gì vừa khó mà vừa dễ. Nó dễ ở chỗ là khi mình có cảm xúc á, là mình viết rất nhiều đề tài, nhìn xung quanh thế giới một đứa nhỏ nó rất nhiều đề tài để viết, viết về cha nó, về mẹ, về ông bà, anh chị em, về con chó, về con mèo, về con gà, con vịt, hoặc là về cái cây, về ngọn cỏ cũng viết được luôn, thậm chí về ông mặt trời hay mặt trăng cũng viết được luôn. Rồi tất cả những cái chủ đề về ngày lễ Tết, về gia đình, ngày Tết Nguyên Đán, Noel, sinh nhật, về thầy cô, bạn bè, có nghĩa là không thiếu chủ đề để viết. Nhưng mà cái khó của nó đó là khi mình có con mình mới viết được. Nghĩa là trước đó em cũng có thử viết rồi, nhưng mà em thấy nó vô tri lắm, nó sáo rỗng lắm, nó giống như là một cái bài mà người lớn dạy con phải làm này làm kia thì con nít nó không nghe. Chỉ khi nào mình có con, mình nói chuyện với nó, mình chơi với nó, mình nhìn thế giới bằng cái cặp mắt của nó, mình nói cùng với nó những cái từ mà cũng ngây ngô, cũng vô tri giống nó, thì mình mới hiểu được cái ngôn ngữ của nó và mình dùng những cái đó để mình viết ra bài hát thì có thể chạm đến được cái tâm hồn của nó. Khi nhắc về gia đình tuổi thơ thì thấy là chung ánh lên cái ánh mắt rất là hạnh phúc. Chắc hẳn mọi người cũng biết là Hiếu Văn Nghệ là một cái âm thanh ánh sáng rất là nổi tiếng của Việt Nam mình, và đó là bố của Nguyễn Văn Trung. Chú Hiếu thì rất là hiền, thế nào mà anh gặp chú Hiếu thì Hiếu cũng vui và hiền mà nhẹ nhàng. Cái tuổi thơ của em rất là đẹp và êm đềm đúng không? Dạ, tuổi thơ của em thì không được đẹp và êm đềm lắm. Là tại vì ai gặp ba em cũng thấy ba em rất là hiền, rất là vui vẻ. Nhưng mà cái đó là do ba em quá đam mê công việc và ba em rất là thích giao tiếp với ở bên ngoài. Nhưng mà trong cái thời gian đó là bởi vì ba em đã dành hết thời gian cho công việc rồi. Vì thế em không có tuổi thơ với ba. Ba không có thời gian để đưa em đi chơi này nọ, không có mua đồ chơi, không có dắt đi chơi, nên em rất là ít những kỷ niệm với ba. Như là hồi nhỏ thì cũng có buồn. Hồi nhỏ, ủa sao mình không được ba dắt đi chơi? Nhưng mà đến khi mình lớn rồi, mình có con rồi, thì mình mới hiểu được. Cái đó cũng là cái nỗi khổ của người làm cha. Nghĩa là trong một cái giai đoạn nào đó của cuộc sống gia đình thì cái người đàn ông phải hy sinh cái khoảng thời gian bên con để đổi lấy cái khoảng thời gian mà có thể đi làm kiếm tiền được để có thể bảo bọc cho cái gia đình này. Đó là cái sự hy sinh thầm lặng của người đàn ông. Nhưng mà ít ai nhận ra được, bởi vì vậy cho nên chúng ta mới ít thấy những cái bài hát về cha. Là bởi vì người con lúc còn nhỏ người con không cảm nhận được, mà cái đó là cái nền tảng. Có thể nói là tiền bạc là cái nền tảng để mà bảo vệ hạnh phúc gia đình. Như vậy thì bây giờ mình chắc là phải đảo. Dạ. Ba hoặc bố phải nên ở nhà, mẹ nên cho cân bằng. Tại vì những cái ca khúc mình thấy về mẹ rất là nhiều, giống như Trung nói. Và một cái ca khúc đỉnh của Trung là Nhật ký của mẹ, thì có nghĩa là nó là cả trong nước và quốc tế. Thậm chí bây giờ có những cái kỷ lục Guinness cho Nhật ký của mẹ bây giờ vẫn còn. Và thậm chí những ca sĩ nào cover là bài hát này cũng vẫn là hit. Nhưng mà gì, nếu mình đảo lại thì Trung nghĩ sao? Nếu mà ba ở nhà kiếm nuôi con, chăm sóc của mẹ đi ra ngoài kiếm tiền thì... Em nghĩ là tùy thuộc vào mỗi gia đình thôi. Như vậy thì với cái tuổi thơ như vậy nhưng mà Trung vẫn chia sẻ, vẫn đồng cảm là Trung vẫn hiểu cho ba, là Trung nhận ra cái điều đó từ năm ba mình bao nhiêu tuổi? Em nhận ra điều đó từ khi em bắt đầu có con. Thì khi mà em có con rồi thì em lúc đầu tiên á, là cái quỹ thời gian của mình á, là chỉ dành cho bản thân mình và cho sự nghiệp của mình. Cùng lắm là mình có thể dành để mà mình chăm sóc ba mẹ. Nhưng sau khi có con rồi là mình phải chia thêm một cái phần nữa, mà cái phần đó là cái phần không nhỏ, để mà dành cái thời gian ở bên con, để dạy con, để chăm con, để chơi với con. Và đôi khi á, cái thời gian đó nó sẽ làm sao nhãng các cái thời gian còn lại. Ví dụ như là em đang sáng tác mà nó muốn chơi với mình phải đi chơi với nó, mà chơi xong cái mình mệt rồi, mình đuối rồi, cái mình lại không thể nào bắt tiếp tục sáng tác được nữa. Cho nên, nhưng mà cái khoảng thời gian đó là mình phải chấp nhận, bởi vì cái đó là cái trách nhiệm của mình. Nên là khi là làm bố rồi thì mình sẽ hiểu được cái tại sao mà ba mình sẽ phải đi ra ngoài kiếm tiền và gánh vác mọi thứ trong gia đình. Như vậy thì cái lúc đó cái áp lực của mình nó sẽ tăng lên đúng không? Có là mình hiểu hơn thì vừa thương ba nè, vừa thương con, vừa phải tiếp tục sự nghiệp. Cái lúc đó giữa trong ba cái đó thì em sẽ chọn cái nào là nhiều nhất? Em may mắn là cái công việc viết nhạc của em là công việc tự do. Nó không có bị ràng buộc, nó chỉ là bị giới hạn cái deadline hoặc là cái kỷ luật của mình. Mình muốn ra cái dự án này trong năm nay, mình muốn hoàn thành nó thôi. Chứ còn nếu mà để về thời gian trong ngày ấy, thì em rất là tự do. Cũng chính vì thế mà em rất là biết ơn cái công việc này, bởi vì nó cho em nhiều cái thời gian em có thể dành ở bên con hơn là cái khoảng thời gian mà em có được ở ngày nhỏ. Như là em có một cái tâm niệm trong lòng là những cái gì mà ngày nhỏ mình không có được, bây giờ mình sẽ cho con mình. Còn những cái gì ngày nhỏ mình có được, tất nhiên mình cũng đã cho con mình rồi. Có những khán giả chia sẻ là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung là nhạc sĩ của sự cho đi, nhưng mà ít khi bao giờ nhận cho mình.
có nghĩa là nhiều khi họ thấy em lúc nào cũng cống hiến cho khán giả, cũng cho gia đình, cho mọi thứ. Và thậm chí rằng là những cái ca khúc sáng tác của em giờ bây giờ thì anh nhớ là có một cái buổi em ra mắt cái cuối như là hơn một dạ 300 bài hát thiếu nhi. 300 bài hát thiếu nhi. Có bạn đó là gần cả ngàn bài hát thiếu nhi và thậm chí các bạn cover hát đi hát lại và nhiều khi kiểu như chỉ cần có cái tên của em gắn vào thôi các bạn không cần biết là đó bài gì thì các bạn hát và các bạn hát rất là say sưa. Em đã truyền được cái niềm cảm hứng đó cho các bạn nhỏ như thế nào? Em rất là thích khi mà nhìn các bé thiếu nhi hát những cái bài hát nhỏ của em. Mỗi khi mà nhìn các con hát rồi em nhận được những cái tin nhắn từ các phụ huynh ba mẹ của các con là cảm ơn thầy nhờ cái bài hát này của thầy mà con mình nó ngoan hơn, nó thương mẹ hơn. Hôm bữa là sinh nhật mẹ nó vừa hát bài hát này nó ghi âm nó tặng mẹ. Nghĩa là em thấy vui là vì những cái bài hát thiếu nhi của mình nó mang lại cái sự gắn kết trong gia đình của mọi người. Nó làm cho mọi người cảm thấy nhưng làm cho các bé cảm thấy yêu ba, yêu mẹ hơn. Nó làm cho ba mẹ cảm thấy là yêu con mình hơn. Từ đó là tự động mọi người sẽ có cái tình yêu thương nó nhân lên. Nên cái đó là cái mà em nhận lại được cái sự tôn trọng của mọi người. Vì thế mà bây giờ thì cái lượng ca khúc về thiếu nhi của em là lấn lướt cái lượng ca khúc về về tình yêu, về đôi lứa. Dạ, nó xem xem anh. Chúng ta vẫn phải chờ những cái ca khúc mới về tình yêu của nhạc sĩ Nguyễn Trung quay lại. Em cũng là một cái nhạc sĩ mà người đánh giá là ít có thị phi và ít có scandal. Và cho dù có thì em cũng sẽ chuyển những cái đó nó rất là kiểu tích cực, hài hòa và ai cũng vui vẻ. Cái thị phi hay cái scandal nào mà em gặp và gần đây nhất và em phải xử lý nó khó nhất? Gần đây thì em nghĩ là em không có cái thị phi nào hết. Đôi khi có những cái tin đồn tầm bậy tầm bạ trong giới. Nhưng mà cái tin đồn thì em nghĩ là ở đâu cũng có, giới nào cũng có. Chẳng qua là ở trong cái giới nghệ thuật thì người ta sẽ chú ý hơn. Và nếu mà mình là một người của công chúng thì mình phải chấp nhận cái điều đó. Nó giống như là cái gì cũng có hai mặt của nó, con dao cũng có hai lưỡi. Thì quan trọng nhất là cái cách, cái thái độ mình đối diện với nó. Nếu mình không làm gì sai thì mình thẳng thắn chia sẻ, có nghĩa là cái sự lên tiếng của mình nó đúng lúc, nó kịp thời. Còn nếu mình lỡ làm sai thì mình cũng thẳng thắn lên tiếng xin lỗi và xin lỗi một cách chân thành. Thì em tin là người Việt Nam của mình hay lắm, họ bao dung lắm. Ai làm sai, lỡ làm sai cũng được, chỉ cần xin lỗi một cách chân thành là họ sẵn sàng, họ bỏ qua, họ sẵn sàng, họ đón nhận. Nhất là khán giả, họ đã có sẵn cái ấn tượng, cái thiện cảm với lại nghệ sĩ rồi. Chỉ cần họ cảm thấy được cái lòng chân thành của họ là mọi chuyện họ đều có thể bỏ qua hết và họ sẵn sàng yêu mến lại từ đầu. Vì thế cái thái độ người nghệ sĩ mới là cái quan trọng nhất để hóa giải các thị phi, các drama. Và quan trọng nhất nó là cái cách sống. Cái cách sống nó thể hiện ở cái quan điểm sống và cái thái độ sống. Cái quan điểm nghĩa là họ, người nghệ sĩ là cái người phải ý thức được những cái gì đúng, những cái gì sai, những cái gì xấu, những cái gì đẹp. Bởi vì họ đã làm về nghệ thuật là họ phải có một cái tiêu chuẩn về nghệ thuật. Họ phải biết cái này là đẹp, cái này là nên lan tỏa thì phải lan tỏa. Còn những cái sai, những cái xấu, những cái tệ nạn thì mình phải hạn chế. Cho dù bản thân mình đã lỡ dính vào một cái tệ nạn nào đó nhưng mà cũng phải nên tiết chế hình ảnh, câu từ hay là những cái thái độ gì đó để làm ảnh hưởng, bởi vì đằng sau lưng mình có rất nhiều người yêu mến mình. Em ví dụ có những người thích chửi thề chẳng hạn như vậy, có thể là sở thích cá nhân của họ, có thể là do trong cái môi trường họ nhỏ, nhưng mà ở trước mặt khán giả, trước mặt công chúng, trên truyền hình thì mình tất nhiên mình phải nên hạn chế cái đó, bởi vì mình phải ý thức được cái việc đó là không nên. Và có những người ví dụ như là họ hay hút thuốc hay là nói nôm na là họ hay đi bar, đi pub hay này kia, thì cái đó cũng là sở thích cá nhân, mình không thể nào đánh giá. Nhưng mà trước mặt các bạn khán giả, nhất là khán giả nhỏ tuổi, khán giả vị thành niên, mình nên hạn chế những cái hình ảnh đó, tại vì mình cũng phải biết đó là những cái điều không nên. Thì như vậy đó mới là cái trách nhiệm của người nghệ sĩ. Nếu người nghệ sĩ có được cái quan điểm đúng đắn đó về nghề và họ phải yêu nghề, họ phải kính nghề. Kính nghề ở chỗ là họ phải tôn trọng cái nghề nghiệp của họ, họ phải gọi là họ phải đi lên bằng cái thực lực của họ, thay vì họ liên tục dùng những cái scandal để đánh bóng tên tuổi của họ, thì như vậy chắc chắn nó sẽ không được lâu bền. Và khán giả bây giờ họ rất là thông minh, họ sẵn sàng, họ dễ dàng nhận ra được những cái điều đó. Cho nên em nghĩ là quan trọng là cái thái độ của mình đối với những cái thị phi mình gặp phải thôi. Đó là cái sự yên tâm mà khi mà có những xuất hiện của Nguyễn Văn Trung ở các chương trình, các sự kiện hoặc là các cái TVC hoặc các là các cái sự kiện các nhãn hàng, họ cảm thấy là một hình tượng, một người nghệ sĩ đã gắn bó lâu dài, một sự nổi tiếng, một sự bền bỉ gắn bó công việc và lúc nào cũng có thái độ rất là điềm tĩnh. Vì là họ thấy ví dụ như trên những cái trang cá nhân của Trung hoặc là ngay cả những cái gì Trung chia sẻ nó đều mang hướng tích cực, ít bao giờ có tiêu cực.
và chưa như nếu như anh nói anh đi tìm scandal hoặc cái gì không bao giờ thấy. Tức là có thể những nghệ sĩ khác thì có, nhưng mà ví dụ như chung dùng cái đó để mà đi lên hoặc để đánh bóng tên tuổi thì không hề có. Và ta có là những cái tác phẩm của mình, đã có những cái sản phẩm của mình ra mắt. Như vậy thì khán giả đang chờ đợi những cái sản phẩm tiếp theo, những cái ấp ủ, những cái kế hoạch tiếp theo của chung trong thời gian tới sẽ là gì? Trong thời gian sắp tới là em đang xây dựng một cái kênh 300 bài hát thiếu nhi. Thì trên cái kênh đó là có cô giáo dạy hát cho các con chỉ cần xem một cái clip là các con có thể hát được một bài hát. Một clip chỉ có 5 phút thôi. Rồi trong cái kênh đó là sẽ có những cái lớp học thanh nhạc, lớp học nhạc lý căn bản. Hôm bữa em có đọc được cái bài báo là 70% học sinh tiểu học rớt môn âm nhạc trong trường. Em thấy rất là thương các con. Tại vì thực sự nếu mà mình soạn lại một cái giáo án nó dễ hiểu hơn, nó gọn gàng hơn thì các con có thể hiểu được. Mà tại sao phải dạy con những cái gì nó quá khó khăn, nó quá cao siêu để mà các con cảm nhận, rõ ràng các con chưa cảm nhận được gì. Mình cứ để cho những gì nó tự nhiên nhất, nó thẩm thấu với các con trước đã. Thì em mới nung nấu cái ý định là mình làm ra được những cái bài tập đơn giản, dễ hiểu cho các con, để con có thể dễ dàng vượt qua cái môn âm nhạc và con yêu thích môn âm nhạc. Thì em hy vọng là em sẽ có đủ khả năng, có đủ thời gian, có đủ tâm sức để xây dựng cái kênh 300 hát thiếu nhi nó thành cái khu vườn âm nhạc, nó nở hoa rực rỡ cho các con. Chia sẻ cách học âm nhạc cho các con nó dễ hiểu nhất. Dạ. Với anh thấy là em chia sẻ những cái bài học rồi những cái nốt nhạc, những cái giai điệu rất là dễ dàng gần gũi, nhưng mà tại sao không biết ở cho có thể trong trường hơi bị kiểu khuôn khổ hoặc là hơi bị cứng nhắc quá, cho nên các bé chưa hiểu được, chưa thẩm thấu được âm nhạc. Mà âm nhạc thì chúng thấy rõ ràng nó sẽ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, những lúc mình buồn, lúc mình vui, hoặc có thể là các bạn có thể hát nghêu ngao bất cứ lúc nào các bạn muốn, không chung thấy không? Dạ. Và anh hy vọng là với cái chủ đề này thì các trường sẽ mời thầy Chung tới chia sẻ nhiều nha. Sẽ có một cái kiểu dự án cho các bé, và rất là mong sẽ đồng hành với Chung trong những cái dự án như vậy. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục tới một cái phần tiếp theo. Như trước khi tới phần tiếp theo thì anh sẽ muốn hỏi Chung một tí là Chung thấy rõ ràng sau khi chúng ta có một cái nụ cười, chúng ta một cái diện mạo tươi tắn tốt bên ngoài thì chúng ta có thuận lợi trong cuộc sống không? Ví dụ như mình có một cái nụ cười thật là tươi hoặc có một cái thần thái vui vẻ thì em đã thay đổi cuộc sống như thế nào? Em thấy là thay đổi rất nhiều luôn. Đó là giống như là cái bộ mặt của mình, đó là cái sự tự tin toát ra từ cái bản thân mình. Nếu mình không có một nụ cười đẹp hoặc là mình chưa có một cái hàm răng đẹp á, trước đó mình luôn cảm thấy như là khi mình gặp mọi người á, mình cảm thấy hơi ngượng, hơi ngại, hơi bị tự ti một chút. Tại sao người ta cười đẹp quá, tại sao người ta gọi là nụ cười tỏa nắng, là tại vì rõ ràng nó rất là thoải mái và người ta hoàn toàn tự tin vào cái gương mặt của mình để người ta có thể cười cùng với lại cái cảm xúc của mình. Và rõ ràng từ khi mà em có được một cái hàm răng đẹp, em cảm thấy em thích cười nhiều hơn, em thích giao lưu với mọi người hơn, em sẵn sàng em chia sẻ cái cảm xúc của em đến mọi người. Có nghĩa là trước đó em hay làm cái gương mặt kiểu lạnh lùng boy tại vì mình biết là mình cười không có đẹp. Bad boy không, em không có bad boy, good boy, nhưng mà lạnh lùng kiểu boy nội tâm á, sống nội tâm ngầu quá. Anh thấy có khán giả đâu như là tại vì sau khi những cái bài hit em nhớ ông con đừng mưa nhật ký của mẹ là pha lê tím, có rất là nhiều bài người chung thì ôi gặp người chung là khó lắm. Mà lúc đó đi em bị căng thẳng gì suy tư á, kiểu như ôi sợ lắm mà không dám gần ông này. Nhưng sau khi bây giờ thấy em kiểu cười tươi tắn thì mình ôi chung dễ thương, gần gũi, cute hoặc me các kiểu, tức là rất là keo lì tức là người thấy thích hơn. Thì chính là cái nụ cười làm cho người ta gần mình hơn. Dạ đúng rồi, em nghĩ là nụ cười làm cho người ta gần mình hơn, và nụ cười làm cho người ta dễ thiện cảm với mình hơn. Thì với cái chuỗi podcast này của anh thì anh muốn là kiểu như với cái sự may mắn mở hàng của Chung thì các nghệ sĩ cũng như các khán giả sẽ có được cái việc chăm sóc, đặc biệt là có một cái nụ cười thật là tươi khi chúng ta tiếp xúc với mọi người đối diện. Bây giờ Chung sẵn sàng bước phần thứ hai của chúng ta chưa nào? Dạ được. Gặp gỡ chuyên gia nha. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng với nhạc sĩ Nguyễn Chung gặp gỡ chuyên gia của Mọi Phút ngày hôm nay. Xin mời. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với podcast Hồi Phúc ngày hôm nay và gặp gỡ với bác sĩ Nguyễn Văn Ích, một bác sĩ đã gắn bó với rất nhiều các nghệ sĩ và giúp cho các nghệ sĩ có một nụ cười thật là tươi. Chào bác sĩ Ích ạ. Em chào MC Hồng Phúc, chào nhạc sĩ Nguyễn Trung, chào quý vị khán giả. Nay hơi rùng tí xíu đúng không bác sĩ Ích? Dạ, cũng hơi run anh ạ. Là hôm nay mình bước ra ngoài đường là mình sẽ gặp cái điều gì đầu tiên mà mình run dữ vậy ta? Thì cũng giống như mọi ngày thôi, nhưng mà hôm nay đẹp trai hơn tí. Là bình thường là vợ không có cho make up lên hình hay sao? Ngày thường em đi làm thì make up mà đeo kín khẩu trang ấy, thì cũng chả ai xem cả. Hôm nay bỏ khẩu trang là nhiều người xem em hơi run.
tối về là vợ kêu ông đi đâu mà sao về make up phấn son rồi lè lè. Vâng, có thể là như vậy đó. Rồi trả lời sao, trả lời vợ sao? Lúc đó quỳ thôi. Các anh có kinh nghiệm gì cứ chia sẻ thôi. Chúng tôi chuyển podcast Một Hạnh Phúc thành kinh nghiệm của những người đàn ông. Dạ, vâng. Kinh nghiệm nói dối. Kinh nghiệm nói dối luôn hả? Ủa bình thường thì em tới em có hay vui vẻ với khách như vậy không, hay là chỉ có lúc nói chuyện với anh với Nguyễn Trung như vậy thôi? Không, bình thường em vẫn hay vui vẻ, nhưng mà tùy theo khách. Nếu mà khách mà có cũng tếu lại thì em mới tếu được, chứ còn nếu mà người ta nghiêm túc quá thì em cũng không nên tếu. Đã từng gặp khách là nghệ sĩ Nguyễn Trung bao giờ chưa? Em cũng có tái khám cho anh ấy một vài lần. Tái khám một vài lần rồi. Thấy Nguyễn Trung vui không hay là khó chịu hay như thế nào? Không, em thấy anh Trung lúc nào đến với bọn em cũng vui hết á. Lúc nào cũng vui hết. Có lúc nào Trung buồn không? Em chưa thấy. Có cọc lắm á, nghe nó cũng cọc, cũng dữ dằn, cũng la hét, quản lý trợ lý ung sùm các kiểu. Chắc là những lúc đó em không chứng kiến được. Cũng muốn chứng kiến, nghe Trung nghe lắm, cũng muốn chứng kiến. Tò mò. Trước đây thì tình trạng của Trung như thế nào, bác sĩ có thể chia sẻ khán giả được không ạ? Dạ, thì mời quý vị khán giả xem qua cái hình ảnh của anh Trung. Có hình luôn. Dạ, không ai đứng rồi. Xem được mà. Thôi anh. Ta giấu dạ. Thì đây là cái hình ảnh của anh nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung trước lúc mà đến làm răng tại nha khoa Madrid. Thì anh ấy có hai cái răng sứ kim loại cũ ở bên phải, là răng 1-1 và răng 1-2, kèm theo cái tình trạng là bị đen cái viền nướu, cũng tụt nướu. Anh ấy bị nhạy cảm, ăn đồ nóng lạnh thì không được. Thì sau khi mà anh đi đến thăm khám thì được các bác sĩ ở tại nha khoa Madrid tư vấn, thì anh ấy đã tiến hành làm 20 đơn vị răng sứ. Thì sau khi mà anh ấy làm xong ấy thì đây là cái kết quả. Thì những cái ưu điểm, những cái nhược điểm mà trước lúc anh đến thì gần như là được khắc phục hoàn toàn. Thì sau trải qua cái thời gian khoảng 4-5 năm đấy thì anh ấy tái khám định kỳ, thì hiện tại thì cũng chưa phát hiện ra cái vấn đề gì nó đặc biệt để mình can thiệp tiếp theo. Thì đây là mọi người có thể nhìn thấy rõ cái hình ảnh của anh đấy sau khi mà làm xong. Như vậy là cũng như những bạn trẻ khác thì nhạc sĩ Nguyễn Trung cũng thích ăn kem, thích ăn kẹo, thích ăn đồ ngọt. Cho nên là kiểu như răng... Nhai đá. Nhai đá. Cho nên răng... Ủa, trước răng em là nhạy cảm hả Trung? Dạ, em nghĩ là nó bị nhạy cảm, nhai đá, nó bị buốt buốt. Thích nhai nước đá. Dạ. Thôi hồi nhỏ đó là cái sở thích hồi nhỏ rồi đó. Nhưng bây giờ mình lớn rồi mà hồi cũng giữ cái sở thích hồi nhỏ. Em vẫn nhỏ mà anh. Vẫn nhỏ xíu. Mới 16 tuổi thôi đúng không? Với lại một phần là do anh ấy chải răng nó chưa đúng cách. Cho nên là cái nướu nó bị tụt, nó lộ cái phần chân răng ra nên là nó bị nhạy cảm. Sẵn ở đây chải răng đúng cách hay chưa đúng cách thì rất là khó. Tại bản thân ví dụ như bản anh vẫn chưa biết thế nào là chải răng đúng cách. Bác sĩ có thể chia sẻ một cái cách chải răng đúng cách hay như thế nào? Thì thường thì trước này mình đánh răng á, thì mọi người thường hay kéo ngang. Tức là kéo ngang, mình hình dung là cái cây mà nó mọc thẳng thế này mà mình cứ kéo ngang thế này thì giống như kiểu động tác mình cưa cây, thì nó sẽ xuất hiện những cái vết mòn như cổ răng và nó làm cho cái nướu bị tụt xuống. Thì mình không nên làm như vậy. Thì bây giờ mình đánh răng đúng là mình đánh xoay tròn cái bàn chải đi, hoặc là mình đánh theo chiều dọc của cái răng. Thì ở dưới mình vuốt lên, trên mình vuốt xuống, hoặc là xoay tròn, chứ tuyệt đối không nên kéo ngang. Và lông bàn chải thì nên mềm một chút. Anh kéo view lông quá, kiểu như nhạc sĩ mà. có thể đấy là thói quen nghề nghiệp. nhưng mà khi nào thì mình sẽ nên làm răng sứ giống như nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, hoặc là khi nào thì mình không nên làm theo bác sĩ thì sao? Khi mà mình có những cái nhu cầu, mình nhận thấy cái khuyết điểm khiếm khuyết ở trên cái nụ cười của mình, ví dụ như là răng bị ố màu, hay là răng bị lệch lạc, hay là răng thưa, hoặc là những cái răng mà nó bị nhạy cảm quá, thì mình nên thăm khám nhạc sĩ thường xuyên để được tư vấn xem là nó có phù hợp với cái nhu cầu của mình hay không. Em chia sẻ với anh Phúc luôn là hồi đó khi mà em quyết định em làm răng sứ là bởi vì nhất là anh cũng thấy là răng em ngày xưa nó bị vàng. Đúng rồi. Thì theo như lời của nhiều người nói là cái thời mà 8X ngày xưa là khi mà đi bơi hồ bơi, cái chất clo trong cái nước ngày xưa nó làm cho cái răng mình nó bị vàng, nó bị ố. Thì lúc đó em muốn mình có một cái nụ cười đẹp hơn để mình tự tin, mình còn đi giao tiếp với mọi người, mình quay game show, talk show hay đi event. Và em nghĩ là cái đặc thù nghề nghiệp mình là phải như vậy. Cho nên em sẽ làm răng sứ để cho nó đẹp hơn, cho nó tự tin hơn. Nhưng mà mới gần đây bác, thì em có thấy một số cái clip ở trên mạng nói là bạn chỉ nên làm răng sứ khi bạn sẵn sàng chấp nhận là cái hậu quả là mai mốt bạn sẽ phải làm implant nguyên hàm. Thì cái đó là cái clip đó nó cũng gây cho em khá là nhiều suy nghĩ. Thì hôm nay nhân các bác sĩ thì mong bác sĩ cũng giải đáp cho em biết là nó có ảnh hưởng gì đến cái răng của mình sau này hay không. Và cái chất lượng răng sứ mà bác đã làm cho em, bên MyOnis sẽ làm cho mình đó, thì nó sẽ được gọi là bảo đảm hoặc là bảo hành này kia đến đến năm bao nhiêu tuổi hay không?
Đấy, thì như mọi người biết ấy, thì khi mà chúng ta hiểu đúng về làm răng sứ thì chúng ta không sợ gì cả. Tức là khi mà chúng ta làm răng á, mà chúng ta bảo tồn được cái răng gốc đó nhiều và chúng ta làm đúng kỹ thuật, không có bị hở đường hoàn tất hay không có bị giáp thức ăn, không có ảnh hưởng quá trình ăn nhai, và chúng ta tái khám định kỳ thường xuyên, vệ sinh răng thường xuyên, thì cái răng của chúng ta sẽ được lâu dài thường xuyên. Còn ví dụ những cái răng mà nó đang bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh, mọi người có nụ cười tươi đẹp rồi thì chúng ta cũng không nên làm, chúng ta vẫn nên giữ cái tự nhiên. Nhưng mà đối với những cái trường hợp mà nó khiếm khuyết và nó có lợi cho cái cuộc sống của mình, sau khi mình làm xong mình cảm thấy nó vui vẻ, hạnh phúc hơn thì mình nên làm. Còn nhiều người bây giờ cũng có cái trào lưu là làm răng sứ xong thì sẽ phải cấy implant, đấy là hiểu hoàn toàn sai. Đấy, chỉ khi nào mà những cái răng của mình nó có vấn đề, nó bị hư, nó bị viêm nhiễm ở bên dưới mà mình không chữa được thì mình mới phải cấy implant thôi. Đúng rồi. Có nghĩa là các bệnh nhân tới đây hiệp có cái trường hợp răng không tốt hay gì thì bác sĩ mới yêu cầu là tư vấn mình để làm răng sứ hoặc là làm cho đẹp, giống như bây giờ rõ ràng thấy Nguyễn Văn Trung là răng rất là đẹp và đều. Và nãy anh thấy những cái hình cũ thì những cái răng nó hơi lởm chởm, nó hơi bị méo, như vậy anh thấy nó rất là vuông góc và nó đẹp, và cái nụ cười tự nhiên là thấy mặt Trung thấy tiền tài vô đó, thấy tài lộc vô mà đẹp trai thần thái nó rất là nó sáng luôn á, nên là rất là cái như là cái sự nghiệp mọi thứ em nó sáng láng ra. Thì anh nghĩ là nó thay đổi rất là nhiều, cho nên thành ra phải làm. Có những bạn răng đang đẹp và tự nhiên đi bọc sứ làm thì như thế thì không tốt. Đúng. Thì anh cũng thấy, thì anh Trung cũng bọc sứ được 4 đến 5 năm rồi. Đúng thì rồi. Cái thời gian anh sử vừa qua anh sử dụng ấy thì anh thấy nó có vấn đề gì không? Thời gian vừa rồi thì không có thấy vấn đề gì hết bác. Nghĩa là vấn đề duy nhất đó là mình sẽ chụp hình nhiều hơn, tốn bộ nhớ nhiều hơn, sẽ phải cười nhiều hơn nữa, nhưng mà cười nhiều nước này. Này kia lúc đầu cũng gọi là cũng ráng cẩn thận lắm, là tại vì sợ ăn nhầm những cái đồ cứng này kia nó ảnh hưởng. Nhưng mà sau một vài lần cái mình thử ăn cái mình thấy cũng không ảnh hưởng gì lắm, mình cũng yên tâm phần nào. Và nói là không ảnh hưởng nhưng thật ra mình cũng phải giữ cái răng sứ mình y như là mình giữ cái răng bình thường mình vậy, mình cũng phải hạn chế này kia. Nhưng mà nếu mà nói về thấy bất tiện đời thường thì hiện tại là chưa thấy điều gì cả bác. Dạ, vậy thì anh hoàn toàn có thể yên tâm về cái chất lượng răng sứ bọn em làm cho anh. Dạ. Tới bây giờ thì cho tới hôm nay thì bác sĩ thấy tình trạng răng của nhà sĩ Nguyễn Trung như thế nào ạ? Dạ, thì sau những cái lần mà tái khám, anh ấy tái khám định kỳ thì đến cái thời điểm hiện tại này thì như mình cũng nói ngay từ đầu ấy, là hiện tại mình chưa thấy những cái gì nó bất thường để mình có thể can thiệp lại cho anh Trung. Dạ. Chung còn câu hỏi gì hỏi bác sĩ ít không? Dạ không, câu hỏi hồi nãy của em là cái câu hỏi lớn nhất mà em mong muốn hỏi ngày hôm nay rồi. Nghĩa là khi mà em xem những cái clip như vậy á, thì rõ ràng những cái người làm răng sứ mình sẽ cảm thấy hơi bị giật mình, hơi bị lo lắng. Tại vì thường những cái trung tâm khác làm răng sứ họ không có cái chế độ bảo hành lâu như là bên MyOris. Nhưng bên MyOris là hầu như là hàng năm đều gọi điện thoại nhắc em đi để tái khám, để kiểm tra định kỳ. Và hồi đó em có nghe bác CEO bên MyOris nói là sẽ đảm bảo cho hàm răng của nghệ sĩ đến suốt đời. Dạ. Nên cái điều đó là cái điều em rất là yên tâm khi mà làm ở đây. Một cái dịch vụ hay những cái chế độ chăm sóc và độ hậu mãi sau khi chúng ta làm răng ở một cái nơi nào đó thì chúng ta rất là yên tâm. Có những điểm thì anh thấy là sau cái mùa dịch là như đóng cửa dẹp luôn, không thấy. Nhưng mà sau tất cả thì anh thấy quay trở lại MyOris thì thấy đẹp hơn, khang trang hơn, và các đội ngũ, các bạn nhân viên cũng là nhớ từng, thậm chí thích món ăn gì luôn á, dù là anh Phúc uống cà phê sữa gì là cái là nhớ chi tiết, hoặc là anh Phúc hôm nay mặc áo đó có là các bạn bị nhớ rất là kỹ, mình hơi giật mình là không nghĩ là các bạn nhớ kỹ thế kiểu như vậy. Và thậm chí phải anh mà người nhà của anh, bố mẹ, mọi người ở bên nước ngoài về đây làm thì mọi người vẫn yên tâm, và sau đó giới thiệu khách về đây làm rất là nhiều. Ủa sao không được? Chắc là mỗi lần anh Phúc đến em không được ăn uống. Mỗi lần anh Phúc đến anh Phúc đều mang quà. Đói, đâu có đói đâu. Tốt tố luôn. Thôi chúng tôi tạm thời khép lại cái phần tố cáo. Dạ. Sự chăm sóc tới đây. Hy vọng là nếu như quý vị và các bạn nào có cái muốn đặt những câu hỏi về chăm sóc sức khỏe răng miệng cũng như được khám và tư vấn miễn phí tại MyOris thì hãy comment và lấy hashtag MC Duy Hồng Phúc hoặc là Màu Hạnh Phúc hoặc là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung để quý vị và các bạn có những ưu đãi tốt nhất thì đến với MyOris nhé. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Ích rất là nhiều. Dạ. Hẹn gặp lại bác sĩ trong những cái tập tiếp theo, cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ, cảm ơn em xin. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả. Như thường lệ của podcast Màu Hạnh Phúc thì trước khi khách mời về sẽ có một phần quà của chương trình. Nhưng mà năm nay thì với nhận được một phần quà này thì em phải có một cái thử thách của chương trình. Một là nhận quà đi về luôn, khỏi cần thử thách. Hai là mình thử thách xong mình có quà. Dạ, nhận quà đi về luôn, không cần thử thách. Thì em đợi podcast 2024. Năm nay là bạn có thử thách đó chứ mà.
Lý ra cho đưa một cái thử thách rất là khó cho một anh Trung, như việc nó lái xe nên thôi tạm thời tôi những người lái xe thì sẽ không có sử dụng thử thách này. Một cái thử thách khác ở đây, trên tay anh sẽ là một cái đĩa chanh đó. Em sẽ lựa cho mình 3 trong số 2, 4, 6, 7 miếng chanh này. Em lựa 3 miếng để trước, chị cứ lựa trước đi đã, để rồi vắt, tính sao để nước uống cái, cái đó chuyện của người ta lắm quá. Rồi một miếng ha. Em là không có tham lam. Chọn những thứ vừa vặn với mình thôi. Dạ đây. Rồi, 3 miếng ok ha. Rồi vậy thì mình sẽ không đụng tới những cái miếng khác, miếng này mình sẽ ốp xuống. Rồi đặt mấy 3 miếng kia lên đây lại. Dạ. Chúng ta biết là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung thì có rất nhiều bài hit về thiếu nhi có, về tình yêu có. Bây giờ thì tôi muốn hỏi ở trường quay thì trong những cái bài hit của anh ấy thì mọi người thích bài nào nhất ? Cho tôi cái tên đi ? Thích bài nào nhất mọi người ơi? Rồi tôi đã nghe thấy rồi. Nhật ký của mẹ, tại vì cái bài hát này thì ai cũng biết rồi. Vì anh hát thì chúng tôi không có bị bản quyền cho nên là nghe nhạc sĩ luôn tôi yên tâm. Thì đầu tiên tôi tặng cho anh một miếng này trước. Anh phải nhai làm sao là thật kỹ cái miếng này nha. Ủa, khi nào tôi bắt nhai? Hát thì anh phải hát, nhưng anh hát phải có được cái mặt anh không, thứ nhất mặt anh không được nhăn. Có dù có chua anh không được nhăn, thế anh phải hát cho tôi nghe rõ được lời. Đúng lời, đúng tông, đúng nhịp. Tại vì anh là nhạc sĩ thì anh không được hát phô trên. Nhưng mà mặt cũng không được nhăn nha, phải nhai cái miếng chanh này cái tôi bắt đầu là hát. Vừa nhai vừa hát. Đúng rồi. Cái này ca sĩ còn làm không được, nó sao em làm cái được. Cái đó là việc của anh, không phải là việc của chúng tôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Là cắn đừng miếng được anh? Bỏ, không, bỏ hết cho trong miệng bỏ hết trong miệng là mình nhai Bỏ hết thì nói còn không được, sao hát được. Đó là việc của anh . 3, 2, 1, bắt đầu, hết đi ạ, hết. Rồi nhai, không được nhăn nha. Nhai ạ, nhai đi ạ. Bắt đầu hát, lời 1, 2, 3. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Em miếng thứ hai luôn . Em no rồi. Không, miếng thứ hai luôn, không có no. Bỏ vô miếng thứ hai . Em nuốt luôn rồi đấy. Nuốt luôn rồi, chị của anh . 2, 3. Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn. Bị nghẹn anh. Ok, đó là chị của anh. Bây giờ điệp khúc cho tôi phần điệp khúc và miếng thứ ba. Đó là anh chọn mà mình điệp khúc . Chúng ta bắt đầu nghe điệp khúc . Không phải cho em miếng đường luôn. Không, đó là chuyện của anh, không có đường không có đường. Thay vì uống nước chanh thì em tắt riêng nó dạ, cũng được. Dạ thưa nhạc sĩ Nguyễn Chung, mình bớt lèm bèm lại đi . Mình đang thử thách . Miếng cuối cùng . Tiếp. Không. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con. Khúc này là mẹ yêu em đó, em nhớ mẹ khóc. Không có nước mắt ra nha. Yêu con rất nhiều. Rồi. Hỏi sao anh phúc ác quá. Này mẹ yêu em á, mẹ hỏi sao anh phúc ác quá. Ngắm con ngoan nằm sống nối, mắt xoe tròn, ôi bé cưng. Về đi con, đừng chơi nữa con. Vẫn còn vẫn còn chanh này, cái nào hết sạch chanh trong miệng mới thoát . Xong rồi anh. Chưa, vẫn còn không? Hết rồi. Thôi hái miệng ra coi coi. Ok. Chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Trung, hay quá. Chưa, thử thách chưa hết . Ủa? Sau khi nhai xong thì anh thấy là có vấn đề gì không ? Có ê buốt, có nói chung là có vấn đề gì với răng của mình không? Không anh, em không thấy vấn đề gì hết. Rồi, trả lại cho tôi 3 miếng chanh vừa rồi . Thực ra thì đây là một cái thử thách vui vui thôi . Và thứ nhất là kiểm tra cái độ răng sứ . Khi Trung đã làm ở đây rất là tốt. Cái thứ hai nữa là nó không có bị buốt . Đúng rồi, nó không bị buốt. Và nó cũng tốt, nó cung cấp một cái lượng vitamin C cho ngày hôm nay mình đi làm . Ngày xưa em khi mà em nghe mọi người nói là mình muốn răng sạch mỗi khi mà ăn xong á, ví dụ ăn ở ngoài đường á, mình không đánh răng được, muốn ăn răng sạch á, mình nhai một lát chanh . Thì nhưng mà ngày xưa em nhai á, là em bị buốt răng. Mà sau khi làm răng xong á, thì em thử thì em không có bị buốt nữa, mà em cảm thấy răng mình khá là sạch. Tự nhiên vô cái có vitamin C, có tinh dầu mọi thứ, thấy ngon ha, thấy năng lượng, nạp năng lượng luôn. Thật ra cái vị chua đó, cái vị chua và hơi chát chát chút xíu á, nó cũng là một cái vị trong cuộc sống. Dạ, nó chát lắm anh. Nó chát lắm. Khi mà thưởng thức cái vị này thì Trung nhớ đến cái điều gì trong cuộc sống của mình. Em nhớ những điều cay đắng trong cuộc đời đã trải qua. Ví dụ những lần mất mát. Những lần đặt bút ký hợp đồng mà bị hớ. Có nghĩa là có những người không trả xô cho tiền xô cho em. Dạ nhiều anh. Nhiều lắm . Ủa anh may mắn quá vậy, anh chưa bị hả anh? Anh không bị em ơi, tại vì mình là kiểu như là anh nhận tiền rồi anh mới làm. Em là hay bị vui vẻ. Dạ. Mọi người nói là Trung nhiều quá. Khi Trung nhận một cái công việc xong mà Trung ít bao giờ mà Trung đặt cọc hay nhận cái gì hết. Dạ. Đó là cái không, bây giờ em có rồi anh. Bây giờ có rồi. Dạ, bây giờ có rồi. còn nhớ là bao nhiêu lần mình bị như vậy? Dạ nhiều lắm anh, không nhớ được đâu vậy anh. Dạ. Thì lúc em xử lý thì sao? Dạ, em lúc em chỉ có một là nhắn tin, hai là gọi điện, họ không nghe thôi mình post Facebook. Rồi cuối cùng có đòi được không? Dạ được,
hay lắm anh Bố Facebook, hay lắm, 24 tiếng sau có người gọi mình nè. Thường thường tới kiểu như là gần tới cuối cái sau các chị kế toán là bị bệnh rồi đau bụng rồi chị đi đẻ đi đẻ giám đốc đi công tác hoặc là sắp Tết rồi chị đang bị nhiều việc. Thì đây là cũng cái chuyện vui đúng không? Theo chung thì cái việc mà tạo dựng những cái như mình chia sẻ những cái scandal trong cuộc sống á, nó sẽ giúp nghệ sĩ nổi tiếng hơn hay là bằng những cái tác phẩm, chính những cái tác phẩm, những cái công việc chính của họ để mọi người biết nhiều hơn? Em nghĩ là khi mà mình tạo ra một cái thị phi, một cái drama nào đó, nó chỉ giúp khán giả chú ý đến mình trong cái thời gian đó thôi. Và cái cuối cùng để mà người nghệ sĩ, người khán giả nhớ đến người nghệ sĩ vẫn chỉ là những cái sản phẩm. Thí dụ như là diễn viên thì phải họ nhớ đến vai diễn, ca sĩ họ nhớ đến bài hát, nhạc sĩ thì họ cũng nhớ đến bài hát. Cái đó mới là cái giữ cho mình ở trong lòng khán giả, và cái đó cũng làm cái tự tôn trong nghề của mình. Nghĩa là mình đã mang tiếng là nghệ sĩ, mang sản phẩm ra nói chuyện, nhưng mình không có mang scandal ra nói chuyện. Chính xác. Và những cái điều tích cực, những điều hạnh phúc mà mình mang đến thì khán giả họ sẽ nhận hơn. Và người ta nói là thí dụ như tìm một cái người nghệ sĩ có scandal thì mọi người tìm nhanh lắm. Nhưng mà tìm một nghệ sĩ rất là kiểu đàng hoàng, chăm chú cái tác phẩm, họ hay lướt qua, tại vì là cái người đó quá tốt rồi, người đó quá là mặt tích cực rồi, họ hay bỏ qua. Nhưng mà với bây giờ, với cái anh thấy sau một khó khăn bây giờ mọi trở lại những cái giá trị thật. Có tìm một cái nghệ sĩ lâu năm bền bỉ gắn bó và lúc nào cũng vì công chúng như là nhạc sĩ Nguyễn Trung thì khán giả đã rất là thích những cái điều tích cực. Anh chúc cho Trung với những cái dự án sắp tới, những kế hoạch sắp tới, coi như là những cái mà em đang làm cho khán giả, cho các bạn nhỏ, cho những cái ca khúc về tình yêu em cũng sắp tới sẽ thành công và sẽ có nhiều cái màu hạnh phúc đến với Trung nữa. Cảm ơn Trung đến với podcast ngày hôm nay. Trước khi chia tay thì Trung có điều gì chia sẻ với khán giả không nào? Em cảm ơn hạnh phúc đã cho em thời gian để em chia sẻ với khán giả những cái suy nghĩ, những cái công việc sắp tới của em. Hy vọng là mọi người vẫn sẽ luôn yêu thương Nguyễn Văn Trung và ủng hộ Nguyễn Văn Trung trong những cái sản phẩm sắp tới, và chúc may mắn cho những nghệ sĩ sắp tới. lo em có nhiều tình thương với lại mọi người lắm. Rồi anh không mời được ai sao, em không mời được ai tới sao thương. Nhưng mà ngày hôm nay em thấy rõ ràng một cái phiên bản vui vẻ mà mình được chăm sóc răng từ bác sĩ chuyên nghiệp ấy, thì mình thấy rất là thú vị đúng không? Hy vọng là chủ nhật tuần sau thì Trung sẽ chúc cho cái vị khách mời tuần sau sẽ may mắn ha. Cảm ơn Trung rất là nhiều. Chúc cho quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, để ngày mai chúng ta đi làm nhiều năng lượng, nhiều sảng khoái hơn và luôn luôn hạnh phúc giống như nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung và podcast Màu Hạnh Phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào 20 giờ tối chủ nhật tuần sau. Xin chào. À quên, tặng quà cho Trung nữa chứ. Dạ đúng rồi. Quà cho em. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại 20 giờ tối chủ nhật tuần sau.